Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Thì trong những ngày qua thì virus corona nó đang gây hoang mang tới cộng đồng rất là nguy hiểm. Thì trong tình hình phải đối phó với virus, các bác tài cũng nên lưu ý cách sử dụng điều hòa để hạn chế tối đa được cái khả năng không khí nó có chứa các loại virus, trong đó có corona nó lọt vào trong khoang xe. Cái lưu ý đầu tiên đó là anh chị nên chọn nhiệt độ điều hòa nó phù hợp. Thì như anh chị đã biết, virus viêm phổi nó sẽ suy yếu khi mà nhiệt độ nó trên 20 độ C, nhất là 25 độ C. Với nhiệt độ cao và không khí nó thoáng mát thì virus nó sẽ khó lây lan hơn. Như vậy, để hạn chế được tối đa virus corona thì khi mà đi xe ô tô, ta nên để nhiệt độ là trên 20 độ C và cũng không bật điều hòa quá lạnh. Và anh chị lưu ý là nên rửa tay sạch sẽ thường xuyên. Tại vì khi mà chúng ta đi xe thì tay chúng ta phải tiếp xúc với các cái chi tiết của xe, ví dụ như tay nắm, cửa hay là vô lăng hay là những thiết bị nhựa trên xe. Đối với những mẫu xe được trang bị điều hòa tự động thì người lái có thể dễ dàng thấy được cái chỉ số nhiệt độ nó hiển thị trên cụm điều khiển điều hòa. Thì qua đó chúng ta có điều chỉnh được cái nhiệt độ nó phù hợp với cái tình hình hiện nay. Trong khi đó thì một số mẫu xe nó không được trang bị điều hòa tự động, tức là trang bị điều hòa cơ, thì thao tác này nó tỏ ra nó khó chính xác hơn khi xe trên xe nó sẽ không hiển thị cái chỉ số nhiệt độ của hệ thống làm mát, thì bắt buộc người lái chúng ta phải ước chừng được cái nhiệt độ, làm sao nó mình chọn được cái nhiệt độ nó làm mát vừa phải, không quá lạnh để có thể tạo điều kiện cho virus nó sống sót. Một cái lưu ý nữa đó là anh chị nên chọn chế độ lấy gió trong, hạn chế sử dụng chế độ gió ngoài. Thì trên tất cả những cái xe hiện nay nó đều được trang bị hai chế độ lấy gió, đó là lấy gió trong và lấy gió ngoài. Và cái ưu tiên chúng ta là nên sử dụng gió trong và hạn chế gió ngoài. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh sử dụng lấy nhiệt độ gió ngoài, vô tình thì nó sẽ lấy không khí nó có chứa ô nhiễm cũng như là chứa virus vào trong khoang xe, thì chúng ta sẽ dễ dàng lây nhiễm hơn. AC bật mới lạnh. Đây là biểu tượng lấy gió trong quý vị nhé. Cái lưu ý thứ ba đó là chúng ta điều chỉnh tốc độ quạt gió nó không quá mạnh. Việc chúng ta dùng nhiệt độ chế độ thổi quạt gió nó quá mạnh, vô tình có thể là thổi thẳng không khí có chứa virus vào mũi hoặc người ngồi trong xe. Do vậy thì chúng ta sẽ không bật gió quá mạnh cũng như là cái hướng quạt nó không trực tiếp vào mặt hành khách. Đây là biểu tượng giảm gió. Đây là biểu tượng hướng gió. Chúng ta hạn chế thổi trực tiếp vào mặt, vì vô tình chúng ta thổi trực tiếp vào mặt thì vi khuẩn và không khí nó sẽ thổi trực tiếp vào hành khách, dễ lây nhiễm. Thì nãy giờ Sơn mới chia sẻ một số cái lưu ý. Dù nó không đảm bảo nó có thể ngăn được 100% không khí có chứa virus lọt vào trong khoang xe, tuy nhiên thì những khuyến cáo trên thì cũng thể giúp anh chị nó hạn chế được cái khả năng lây nhiễm cho hành khách và cũng như là cho bản thân ngồi trong xe. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay,
sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.